nha, tôi đang học hát. Có đau giật mình chứ hả? Thì mình dạy bà tôi nghĩ rồi. Sao bà đang học hát? Mình dạy tôi á, mình nói tôi là phải gán học hát đi. Vài bữa có đám cưới ở trong xã, cái mình vô trong đó mình diễn, xong cái tôi đứng lên tôi ca, cái mình múa minh họa, trời ơi, tao nói bà con lé mắt như trời luôn á. Cũng phải tập làm sao chứ, tự nhiên lúc nào cũng tập đâu được đâu. Đang mằng công chuyện mà đi tập hát, nhưng mà tập được bài gì đâu? Không phải, tía dặn rồi, một công là đôi việc. Tôi vừa mằng việc, tôi vừa tập hát luôn á. Vậy giờ tập được bài gì đâu, hát cho chồng nghe coi. Để tôi hát bài này cho mình nghe nha. Hát cho tôi nghe đi. Mình nghe xong mình không yêu vợ thôi á, mình con tôi luôn á. Hát đi. Coi tôi hát nha. Ủa sao vợ không hát đi mà về? Không phải, mình phải khởi động mà mình mới hát được. Trời ơi, đi hát mà tưởng đâu đi bơi không à, thấy gốm. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. Một, hai, ba. Ủa, hít thở, thở ra, hít thở, thở mạnh, thở ra, hít thở. Tay giơ cao lên trời, tay dang ngang bờ vai, tay song song trước mặt. Hít thở, thở mạnh, hít thở mạnh, thở ra, hít mạnh, thở ra. Thôi, nghĩ sao đám cưới là cái lên là hát cái mà một hai ba hít thở thở thở, ai làm gì mệt mà nó phải hít thở, rồi cô dâu chú rể nó bắt chước nó hít thở theo bà rồi sao? Xong mình khờ quá, mình chửi tôi là vợ đậu thiệt á, tôi không có phải tôi ngu đâu. Trời ơi, ở trong đám cưới á người ta ăn quá trời luôn á, xong rồi có người ta no cái bụng người ta đi về không được, người ta phải hát cái bài này xong người ta mới có sức người ta về. Mặc dù bài hát này nó chưa có hoàn chỉnh, nhưng mà nói thiệt á là vợ có tiến bộ, phải khen vợ một tiếng là vợ có tiến bộ. Có tiến bộ hả? Nói cho vợ nghe nè, nói cái bài hát này hả là thấy vợ có tiến bộ, từ nay trở đi không ai kêu vợ là tệ hơn vợ thằng đậu đâu, phải không? Nhưng mà nói nghe nè, đi hát đám cưới đó quan trọng là mình phải quậy cho tưng lên, không có một hai ba thì vô buổi sáng không có được. Biết không? Bây giờ lựa cái bài nào phải nhạc hiện đại, mình cho nhạc hiện đại người ta mới nể mình. Trời ơi, cái gì chứ, ba cái nhạc đó là chuyện nhỏ. Phải không? Trời, có những câu chuyện nhỏ tưởng như là khó, có những chuyện đáng lo nhưng cũng đáng mà lo, hát đi. Trời ơi, đúng là chuyện nhỏ, để vợ hát cho mình coi nha. Hát đi. Mà mình hát nhạc hiện đại mình đâu có đứng cho được đâu, đúng không? Phải nhảy. Mình phải nhảy chứ. Hiện đại là phải nhảy luôn. Phải nhảy, đưa coi con nhảy sao á. Chồng tránh xa tôi 15 mét đi, tôi để tôi nhảy bài hát hiện đại mà. Nhảy đi. Bào 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 dùm mì ào, bào dùm mì ào, bào 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 dùm mì ào, bào 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 dùm mì ào, bào 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 mì lâu. Hát cái bài hát gì thấy gốm vậy? Hồi nãy giờ tôi nghe toàn là bao bao nguyên một cái xí nghiệp bao luôn à. Nghĩ sao lên đứng hát bài hát bào 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 gì ai nghe? Người ta bây giờ người ta hiện đại rồi, người ta xài tới thùng tới hộp rồi mà bây giờ còn đứng hát bào, ai mà coi thấy gớm. Mà hát gì hát, hát bao ni lông cũng được, đỡ hơn là hát bao bố à. Khi nào em hát bao bố rồi mình quánh em. Thôi bây giờ kiếm cái bài khác đi, thiệt á. Em mà làm không được á, anh nhục quá nguyên một cái đám bạn bè luôn. Tại anh hứa rồi, anh hứa là từ nay trở đi nha, con vợ tao nha, tụi bay sẽ thấy nó đổi mới hoàn toàn luôn. Wow. Hứa rồi. Từ ngu tao hứa rồi. Trời, tao biết vậy là không bao giờ hứa. Mình đợi em chút xíu đi. Bây giờ nè, bà lật lại trong đầu bà suy nghĩ đi. Bà lật đầu lại bà suy nghĩ. Coi như là tập thể dục cũng được mà hiện đại cũng được, phải không? Mình đợi em chút xíu đi. Suy nghĩ đi, lật trong đầu coi. Để suy nghĩ làm gì vậy? Thì em lật đầu ra em suy nghĩ nè. Trời ơi, lật đầu là ý là phải nhớ nhớ lại trong đầu chứ không phải là phải suy nghĩ chứ không có chữ lật nè. Bây giờ suy nghĩ. Mà mình phải lật cái đầu trong khoảng mình lật cái tóc phải không? Suy nghĩ. Suy nghĩ phải không?
Mình đợi em một chút nha. Mày chạy máu cam hả? Không phải, tao suy nghĩ. Chứ làm gì vậy? Tao suy nghĩ. Suy nghĩ đứng như vậy suy nghĩ cho nó ghê nè. À, mình đứng có suy chưa? Nghĩ. Trời, đợi suy nghĩ. Ra chưa? Rồi. Chưa ra mình mặt ơi. Thấy mặt kìa là đuối luôn à. Các bạn nào giờ ta? Đậu đen. Trời ơi, giờ tôi... Đậu đen. Tía gì? Mày làm gì đó vậy hả? Dạ, dạ, tía. Trời ơi, đi làm về thấy tụi mày đâu mất tiêu hết trơn à. Ủa, tía mới đi mặn gì hả? Ừ. Dạ. Phải ăn tía. Chào tía. Ừ. Dạ, tía mới đi chơi gì hả? Dạ, tía. Thấy mày cầm cuốc không đi chơi mày. Ủa? Mày đạp mày cái người quỷ. Dạ. Nhiều dạ. Khi cầm cuốc mà đi chơi sao? Hồi nãy tía vô con thấy cái đầu chân nổ, con tưởng ông tiên vô nhà mình. Cuốc mày cái mày. Đừng có chọc tía. Quỷ ơi, tụi bay nữa. Dạ. Dẹp đi, không có hát hò gì hết trơn á. Nhiệm vụ của con này giờ là gì? Hả? Nó phải là một người nội trợ giỏi giang, một người nội trợ đảm đang. Người ta phải thấy là nó đã đổi thay. Dạ. Thì người ta mới khỏi chê. Hiểu chưa? Ôi nha, tía làm con nể nang. Ngồi đây mọi người sẽ biết con vợ con nó đảm đang. Và người ta sẽ tới hỏi han cái con vợ con. Trời ơi, đâm hơi ông nội ơi. Như nó không đang có đang giỏi giang hỏi han là cái dần hỏi đúng không? Đúng rồi. Tự nhiên mày quất vô cái vợ con là dần nặng rồi. Không mà con thấy tí với ông chồng con á, làm thơ con cắp vui ghê. Lỡ lời phải không? Ông giận lên là chết luôn, tóc ông dựng lên. Hèn gì thấy cái mặt tí đơ là biết là dạ xin lỗi tía. Nó này chắc có bữa nào tao cuốn nó cái thiệt à. Dạ. Tía đừng giận vợ con nó vậy á, bởi người ta mới nói nó tệ đó. Tệ như vợ đậu là mày đó. Dạ con đâu có tệ, vô nó con tiếng rồi con không có tệ. Tệ có ai gì chê tao à, tệ như cha đậu không? Giỏi quá mà sao con dậu tao nó dở. Bây giờ vậy nè. Dạ. Lại tí biểu coi. Mà tí biểu kìa. Dạ. Đi đi. Tao biểu mày hôm qua chồng mày kêu mới qua mày. Thôi tí làm nó sợ đó. Cái gì tí? Khỏi rồi. Dạ. Bữa đưa cuốn sách học nấu ăn. Rồi đọc chưa? Không đọc rồi. Hiểu gì không? Con hiểu chứ. Hiểu gì nói tao nghe coi. Con hiểu là như thế này, nếu đưa sách cho một người khác đọc mà họ không chịu đọc thì thà đừng đưa thì còn hơn. Trời đất ơi, mày nói vậy là sao mày? Hả? Mày đừng nói tao mày không biết chữ nha. Không, con biết chữ á. Mà tại chữ nó không biết con. Trời ơi, con đọc hoài rồi chứ. Mày lấy vợ vậy hả mày? Tía đi cưới tao mà. Tía chưa cho con dạy thôi thôi. Con đọc chữ mà chữ nó không biết con. Con quê quá, con liền sách bỏ nó đi luôn. Trời ơi, nó giận chữ luôn. Dạ. Nhỏ này nó giận chữ luôn, mày thấy chưa? Cái gì cũng phải từ từ, tía chỉ nó từ từ chứ. Tao tao nói nó ngu quá, mà cuốc mày cái mày. Không. Quỷ. Trong cái sự việc nào mà xảy ra, tía đừng nên cuốc ảnh. Đúng đúng. Rồi tao cuốc mày hả? Dạ không, tía cuốc tía. Sao tao cuốc tao? Dạ. Tại vì tía đi cưới nó cho con mà. Dạ. Trời ơi, cuốc nó thiệt thôi đó. Trời ơi, mệt quá à. Tía đừng có giận. Già rồi giận nó lên máu rồi nó đứt ra đây được hành con cái nữa. Thế chứ còn gì nữa. Thôi được rồi. Tía năm nay mới 40 tuổi rồi mà tao nói tóc bạc trắng như ông bụt vậy đó. Tâm sầu và thác á. Thì đó. Bây giờ hai đứa con tao vậy mà tóc tao không bạc mới lạ đó. Bây giờ vậy nè. Dạ. Lại tao biểu tao đè giận tao xuống tao nói cho nghe nè. Dạ. Nè. Dạ. Nghe nghe chưa. Dạ. Cái nào mà chữ trong đó con dở ra mà con không biết á, con hỏi tía nè. Dạ. Thì con hỏi thằng này nó chỉ cho, hiểu chưa? Đúng rồi, tía vậy là đúng rồi, phải hỏi tôi. Ồ ghê vậy. Rồi tôi đi hỏi tía giùm cho. Rồi tía đi hỏi ai? Đừng cuốc là tao cuốc. Thôi mà sáng sớm mà tía quậy quá. Trời ơi, mày cuốc tao một cái cho tao rồi luôn cho rồi đi. Khổ tụi bay ghê. Sao tía mệt quá vậy, cái gì cũng phải từ từ chứ. Từ từ gì? Đâu có ai học liền mà biết liền được tía. Cái gì cũng phải từ từ. Khoai từ nó mới nhừ chứ. Rồi từ từ con học thôi. Con mà biết cái mặt chữ rồi hả? Chữ nó mà không có nhìn ra con nữa thì có nó biết lễ đội con luôn á. Nó quánh nó bòm chữ luôn á. Trời ơi, giờ nó đòi quánh chữ. Thế thấy nó khôn không? Trời, nó khôn quá đi. Trời ơi, mà sao tao ngu quá, tao cưới nó làm chi tao không biết. Đâu, tí đâu cưới con. Tí cưới con cho ảnh. Cuốc tao cái coi. Tí bực quá mà cuốc tao cái coi. Mày à, vô lấy cho tao cái nồi hả? Lấy cái nồi chi tao? Tế tao hả? Thấy mặt tía là biết muốn lấy cái nồi rồi. Bị gia đình mình dồn vô con nồi mẫu à. Mày giải thích tao nghe, tại sao lấy cái nồi mà giải thích không được tao cuốc mày cuốc á.
Ủa gì? Nè, có đường nè. Đậu đen nè. Đó, quất một nồi chè luôn. À trời ơi, không ngờ hai vợ chồng mình thông minh như nhau vậy đó. Phải chồng có dễ thương quá à. Nồi chè đâu ra nồi chè? Dạ, nồi chè. Còn bột bán nước dừa đâu? Có ai tin bột bán ai tin nước dừa đâu? Hả? Đi mua. Trời đất ơi, người mày mua hả mày? Dạ. Còn chừng ông muốn lấy bà nữa để lẻ bột bán nước dừa đó. Trời ơi, tao cuốn mày không mày? Hả? Đừng quét. Chơi tìm hiểu con lấy cái gì? Mày vô cho lấy cho tao cái ô bật lưa. Cái này không nghe nha, cái này là cái gì? Trời ơi, cái ô bật lưa của tao, mày hiểu không? Hả? Là cái gì? Là cái ô che nắng đó. Không phải. Ôi, mày nói mày tao cuốc tao cái tao chết luôn trời nha. Là cái gì? Ô bật lưa là cái cục vuông vuông mà mày nhấn vô mày nghe nó nói trên đài đó. Cái đồ nghe đài đó. Trời ơi, cái đó mà ông kêu cái ô bật lưa đó, cái đó là cái la vô. Cái la vô ông kêu ô bật lưa, ai mà biết cái ô bật lưa á. Thì giờ vô lấy đi, đứng đây chỉnh tao. Chờ chút đi. Trời ơi. Chồng mình nói là trời, khổ ghê. Con khen mà con nịnh chồng con á. Chồng con một ngày một thông minh luôn đó. Thông minh quá trời phải không tía? Mày nữa. Dạ. Quay tí biểu coi. Dạ. Bây giờ ở trên đài á, nó có dạy chương trình nấu ăn buổi sáng hay lắm, hiểu không? Tí kêu lấy cái máy á, là con mở lên con nghe, rồi con tập theo đó, rồi từ từ con giỏi, hiểu chưa? Để người ta đừng nói tệ với vợ con đậu nữa, hiểu không? Con nghe trong đài hả? Ừ. Xong con viết ra phải không? Ừ. Vì cho ba vụ viết con thủ sẵn giấy viết để biên đề hết trơn rồi. Trời ơi, mày biên đề hả mày? Không phải, con quên. Hàng xóm người ta biên thôi, con có biên. Con á, được cái chữ con đọc được cho con viết được á. Con viết hay lắm. Không biết đọc mà biết viết hả? Dạ. Thấy à? Giỏi. Cái gì mày xiển điển như mày? Lần sau tía mua cái này á, tía mua cái nhỏ nhỏ thôi con. Tía như con nhái mà tía mua cái này bự quá, sách mệt gần chết luôn nè. Thiệt á. Mà cái này không phải là cái la vô. Cái này là cái cước sết. Nấu vậy nè, nó muốn nghe nghe đi. Mệt quá, bây giờ mày đưa cho vợ mày kêu nó nghe. Dạ. Mở lên vợ đại vậy nó nghe đi. Mày qua đây tao biểu rồi. Trời mà nó. Trời ơi. Đất trời ơi. Đó thấy chưa, hai vợ chồng sách không nổi. Nặng quá à. Mày có cái máy không hai? Dạ. Thấy chưa? Nó học nấu ăn. Còn mày làm ơn chạy vô mở tivi lên tao cái đi. Mở tivi làm gì? Ở chợ nó có chương trình dạy tập thể dục á. Dạ. Em kêu con tập thể dục. Tập lên, vận động lên cho nó khỏe. Có nó bự lên. Rồi nè, có con chuột rồi không cần tập. Không phải. Cái người của chồng con á, không phải con vợ con biết mà. Con gành lắm. Người ổng mỏng như cái tờ lá lúa gì đó. Giờ ổng tập cái mai muốn thành người tàn hình rồi sao con thấy chồng con được. Đó, mày thấy quê chưa mày? Mày thấy quê chưa? Thôi thì để từ từ đi tập. Tập cho bự lên nha. Biết không? Tao không biết à, tí tao ra tao kiểm tra mà thấy công việc tao giao mà không xong cuốc cho mỗi đứa cuốc nghe chưa? Tí vô chút tí ra. Tí kỳ quá. Ủa ghê à. Ý có cái cuốc còn muốn làm gì làm mà. Vậy mà nó còn lại bẹp chửi tôi cút vô nó không thấy giờ. Mình ơi, mở nút nào. Trời ơi, bà mở nút nào cũng được, bà đừng có mở cái nút áo là được rồi. Phải không? Nút này phải không? Ừ à. Bấm bông lan bình mơ hay kem sữa tươi. Trời ơi, sao mà nhà không có cái bàn cái viết cái gì khó ghi quá không biết sao. Nhớ ghi đi ngang không à, chút xíu là ông chửi chết. Trời ơi, gớm quá. Không có chỗ ghi, tôi phải nằm xuống đất tôi ghi chứ. Khổ ghê vậy đó. Nhà nghèo nó sợ luôn đó. Mở nhỏ nhỏ thôi, cho tôi nghe tôi quay tôi tập thể dục nè. Mình ngộ quá. Mình cũng mở tay quay nhỏ nhỏ lên. Tôi mới nghe được chứ. Trời ơi, qua đây nè, không nghe. Rồi. Bạn có chắc thành từng lát nhưng không đứt. Nghe là vô mà nằm dài như con cá nược hay gót. Vậy phải, tôi không phải tôi nằm là để tôi nghe, tôi nằm để tôi ghi mà. Người ta phải có cái thế người ta mới làm việc được chứ. Kiểu gì phải có cái thế mới làm. Chồng bà coi tôi quy mà quý phái hơn. Nhớ ghi đi, nhớ ghi đây. Rồi. Thấy vợ thấy thương quá. Theo cái bìa của bánh, tùy theo chúng ta thích không. Chúng ta là xưa. Xoay vòng ba. Nhưng các loại kem bơ hay kem sữa tươi, nhưng phần trang trí chúng ta cũng sử dụng nhỏ nhỏ chung đi vợ, nhỏ nhỏ không nghe gì hết luôn nè. Mua loại dâu người ta gọi là dâu chúng ta đã lần lượt từng tay
những trái dâu này có độ cứng giòn. Đặt nhanh quá như vậy mà lại bảo quản được lâu. Hết rồi. Xong rồi, xong rồi. Ở sao khổ ghê vậy đó. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình. Dạ, dạ, dạ. Nói nghe nè. Tía ơi, tắt dùm con cái tao quy. Ghi, ghi được chưa, ghi được chưa? Ghi được rồi. Hồi nãy giờ ghi được cái gì? Trời ghi quá trời, dậy sập luôn nè. Ghi ở hả? Mình. Tôi nói mình nghe không phải chứ, ghi được có một cái bài nè. Mà tôi tốn nguyên bịch xà bông giặt luôn. Thấy gốm quá. Thiệt gốm quá tía. Trời ơi, giờ hết trơn rồi. Tía, con cuốc tía bây giờ á, vợ con mà để con phụ cho. Trời đất ơi, ba nó cũng ghen nữa trời. Ai biết được. Khổ ghê. Không phải ghen mà. Chết không... chà, chết chà. Phụi, phụi con tía cái con. Phụi con tía coi. Ui dạ. Thằng quỷ mày làm gì vậy? Nè, nó ghi được rồi nè. Ghi được chưa? Tôi thấy ông con vợ con nó giỏi nè, nó ghi cái muốn làm bánh à đúng rồi nó làm bánh bông lan nè tía thấy không thấy chưa thấy chưa thôi đi con đọc cho tía nghe đã bà dẹp cái đài đi bà dẹp cái la vô đi sao để con nghe coi ngồi này được không được không sao đâu của tía mua mà đâu phải của mình à đi ra dạ ông quý cái ô bẹt lừa còn hỏng lắm mình bây mình đọc là... nghe đi mình à tía tía nghe con đọc nha nghe đọc coi tao làm coi có được cái bánh không giờ ghi cái chữ khó đọc quá muốn làm bánh bông lan trước hết chúng ta phải chạy chung quanh sân 20 vòng chạy 20 vòng sau đó đổ trứng vô đứng lên ngồi xuống 20 lần đứng lên ngồi xuống đổ bột vô rồi dương dai hít thật sâu tay phải đưa lên cao tay trái đánh trứng thiệt là mạnh bỏ lên nồi hai chân dang rộng ra từ từ ngã qua bên trái tay cầm đũa quậy nồi bột sau đó ngã người qua bên phải cho lửa nhỏ đủ nóng nằm thẳng người xuống hai tay chống đất hít vô thở ra 30 lần cuối cùng chúng ta sẽ có một cái bánh bông lan trong sạch và khỏe phát hay quá hay quá sao làm bánh bông lan cực vậy ta sao thấy bà Sáu bà làm ngày này ngày kia bà bán từng gánh gánh mà mỗi lần làm bánh bông lan quánh trứng mà phải chạy 20-30 vòng bà già làm sao bà chạy nổi ta ủa làm bánh mà cũng có thế nè mình ơi chết rồi mình ơi hình như là lúc nãy á em vừa nghe đài em ghi cách làm bánh xong ở trong mình vừa mở tivi dạy cách tập thể dục xong cái hai cái nghe lẫn lộn biết sao cuối cùng em ghi luôn hai cái vô một luôn rồi cái này con bó tay luôn nè tía trời đất ơi mày làm bánh mà ngồi ra mệt quá trời đất ơi đây coi làm bánh mà giống như tập tạ rồi á trời ơi đúng là tệ hơn vợ thằng đậu luôn trời ơi mày mới tệ đó mày ngu quá mày chửi tệ hơn vợ thằng đậu là mày chửi mày đó thiệt trời ơi mày là thằng đậu chứ ai vậy bây giờ làm sao bây giờ mà sao con thiết nghĩ nha cái tên đậu đâu có đẹp đâu có cái tên khác cái tên dễ thương hơn sao tiếng không đặt cho ảnh tên gì tên gạo tệ hơn vợ hơn gạo dễ thương á nói tầm bậy tầm bạ không mà tao không bên mày nói nữa mày ơi bây giờ vậy nè nó ngu vậy rồi á giờ chỉ còn cách là phải kiên nhẫn dạy nó thôi hà thôi dẹp đi con dạy nó rồi ai dạy con tao dạy mày chứ ai bởi vậy giờ không có nói nhiều nữa vô dọn cơm ăn cơm đi đói bụng rồi ổ ghê nhà của hai đứa này thiệt chết luôn em á làm gì cũng được để tí chửi thôi đi vô đi bực ý bội. Ý mình nói là gì em á ăn rồi em cứ để cho tía nói hoài à đáng lý ra em phải học nấu ăn trước khi em về nhà chồng mới đúng á thì lần sau em học gì còn lần sau nữa hả bộ bà tính có chồng nữa hả ai biết đâu được duyên số duyên số không dám đâu tôi nói thiệt với bà hả tôi mà không cưới bà chắc không ai cưới bà luôn thì gốm phải không vậy mà ngày xưa á ổng tỏ tình với tôi ổng nói nếu mà em cưới anh thì không có con ma nào nó cưới anh hết trơn á là anh ngày xưa tôi ốm hơn tôi gốm quá bây giờ tôi lên được mấy trăm gram tôi mừng rồi bây giờ bỏ ra là có người hốt liền á thôi nói nghe nè đem cái ghế tới đây dạ ngồi xuống đây anh nói cái này nghe nè mặt em căng thẳng quá giờ anh nói này cho em vui nè chuyện gì vậy vui mà lén lút quá hả hôm qua anh mua tờ giấy số 2000 anh trúng được 1 triệu luôn
Ôi, 2.000 trúng được 1.000.000 luôn hả? Ờ. Ủa đưa đây trả tôi 2.000 đây. Đưa tôi 2.000. Nhưng lấy thủ tôi 2.000 rồi giếm của tôi luôn hả? Ngu thì gớm không? Lấy có 2.000 trúng được 1.000.000, không chịu lấy 1.000.000 đi lấy 2.000. Bữa không có thông minh gì hết luôn. Trời ơi, ngu con khỉ khô. Đưa 1.200.000 đây. Cái gì mới nói trúng 1.000.000 bây giờ đưa 1.200.000 là sao? Thì 1.000.000 tiền giấy số rồi hai. Ờ quên, đưa tôi 1.002.000 đây. Bà tính gì bà tính sát dán vậy? Thì tiền trúng với tiền giá số nữa trả vốn lời cho em. Lẽ nó khôn bất tử vậy trời. Chứ còn gì nữa? Không phải, cái đó khôn mà bị khôn bị hố. Sao vậy? Bây giờ nè, anh bỏ ra 2.000 đồng vốn. Ừ. Đúng không? Bây giờ anh trúng 1.000.000 là coi như cái 2.000 vốn nó bứt rồi. Coi như là bây giờ là giờ quên cái 2.000 đó đi, là mình được 1.000.000. Thầy đúng rồi, 1.000.000 lẻ 2.000 mình trả tôi. Nó bớt 2.000 kia rồi tính vô 2.000 kia làm gì? Ngu thế ớn không? Ủa gì là sao ta? Vậy là mình đưa tôi 1.000.000, xong rồi mình lấy lại của tôi 2.000. Vậy là mình ăn của tôi 2.000. Ai ăn giọng gì của em 2.000 trời. Mệt quá nè, bây giờ nè, hôm qua là anh lấy 2.000, xong anh trúng được 1.000.000, là coi như là 2.000 kia là đừng quên nó đi. Quên chưa? Bây giờ bà quên chưa? À, vậy có nghĩa là coi như là 1.000.000 mà tiền của anh là 2.000. Ờ. Vậy là tôi được 998.000. Đúng rồi. Đó, 998.000. Không phải khen chứ. Tôi mà tính tiền tôi thông minh lắm á. Tôi hơi chậm chút mà vô tôi chắc lắm. Nè đó, đó bây giờ 1.000.000 đó. Phải không? Trời ơi, tiền mới cáo à. Cô đếm đi. 1 2 3 5 3 4. Ủa 4 hả? 4 là mấy nữa? 4 là 5. 5 6 7 8 9. Hai tờ nó kẹp vô kìa. Phải không? Tổ tưởng giếm của tôi 100 á, tôi quánh bình bờm đầu luôn á. Cái gì chứ, tiền là phải đưa cho vợ quản lý. Biết rồi. Vợ quản lý là chặt nhất á. Nói nghe nè, bây giờ đưa tiền rồi xong rồi cho một ít xài chơi coi. Thì phải cho chứ. Đó. Công chồng gầy dựng nên của chồng công vợ. Vậy đưa tiền đi. Đưa tiền hả? Trước khi đưa phải hát bài gì tặng tôi đi tôi đưa. Trời, xin tiền rồi còn hát nữa, mắc cỡ chết mẹ. Ngày xưa tỏ tình với tôi hả, trước khi cưới tôi hả, ngày hát 19 bài luôn, giờ hát nửa bài cũng hát nữa sao trời. Giờ tự nhiên hát nó kỳ kỳ á. Hát cái bài gì mà chịu gì đó. À đó. Chịu gì đó. À, chịu đó bông hồng á hả? À. Cái chịu đó bông hồng là một chuyện tình yêu anh qua sĩ. Rồi trong tranh vẽ những nỗi buồn, lòng anh thầm yêu con ca sĩ, cô gái rất yêu cá bông hồng. Phải khen cái lấy vợ về, cái giọng ca nó xuống hẳn luôn á. Con nhắm mắt rồi tôi đưa cho. Nhắm mắt nghe. Xin thì vợ đi nhậu luôn. Nhắm mắt. Rồi đưa rồi, lấy đi. Tiền đâu? Mình nào giờ mình nói là mình đâu có thích tiền, mình chỉ thích những nụ hôn của tôi gửi cho mình thôi. Bây giờ công của mình, giờ tôi hôn mình cái. Được rồi. Trời, sao xỉu dữ vậy mình? Tôi hôn mà mình xỉu à. Mình ngồi... đang xin tiền tự nhiên là đi cho hôn làm gì? Thì giờ ông hôn, là tiền tôi cất. Hồi tối tôi mua đồ nhậu về cho tía với chồng nhậu. Vậy được rồi. Ờ vậy cũng được. Hả? Thôi giờ đi vô nấu cơm cho tía ăn đi. Hả không? Ừ. Tôi ra tôi coi tôi đi tưới mấy cái cây cho ổng đi. Ủa? Cây mà mình tưới hoài nó chết sao mình? Chết sao được mà chết. Tưới hoài nó mới tươi được chứ. Hả không? Bây giờ tôi đi ra ngoài đi vô coi lo cơm nước cho ổng đi. Hả không? Mình ăn mình mới sống thì phải tưới cây cho nó sống chứ. À vậy là mình tưới cây là mình tưới nước gì nó mới sống? Nước gì cũng được, miễn sao nó hút được nước nó mới sống. À, vậy là nước gì cũng được. Đúng rồi, mà phải có nước nó mới sống, hiểu không? Thôi nước, đi vô. Nước gì cũng được, vô. Phải có nước nó mới sống. Ờ.
Rồi rồi tôi vô vô nấu cơm cho tía đi. Mần việc nha. Ờ, tôi mình đi mần việc mình đi. Vô ăn liền á vợ. Rồi. Luộc rau đen. Trời ơi, rau mà từ màu xanh mà mình luộc qua màu đen chắc có bộ đẹp mới nha. Luộc rồi giờ luộc lại cho nó nóng. Ngon quá. Mèn ơi, từ ngày mình nấu rồi xong hả, tí ăn tí mê tí khen mình chết luôn á. Ủa chắc ông chồng mình chắc ổng yêu mình chết luôn á. Chiên cá lên, cá nó giòn. Ô cha, lửa tắt à. Ôi này còn ừ vô chổng ăn cơm đi mình. Ừ anh ơi, con mới nấu cơm xong á. Ừ, tía ơi tay. Tía vô chổng ăn cơm đi tía. Ừ, con mới nấu cơm xong á. Tía ơi coi vô ăn cơm vô chổng coi rồi cơm nước con dọn sẵn hết trơn rồi. Quỷ đậu mày ra mày coi phụ con vợ mày kìa mày. Dạ dạ bưng bê gì vậy? Đừng rửa tay nữa mà, vô dọn cơm ăn giùm cái đi. Dạ, tiền vô dọn hết trơn rồi mệt quá à, không ăn lo gì hết trơn á. Đi vô chổng đi, đưa đưa anh xách cho. Dạ. Wow, sao vậy? Sao nóng dữ vậy? Ờ thì đây nồi nước sôi mà. Mới luộc rau xong dư cái nước ra tưới cây cho nó chín. Không chết rồi. Gì vậy? Bà nghĩ sao mà đem nước luộc rau bà tưới lên cái cây đây? Thì mình nói với tôi rồi, thì mình tưới nước gì nó cũng được hết trơn. Thì sẵn có nồi nước luộc rau tôi tạt vô cho nó chín cái cây. Trời ơi, trời ơi, chừng nào mới khôn đây trời ơi, nghĩ sao vậy? Tôi nói cái nước rửa rau chứ ai biểu cái nước luộc rau nó sôi sùng sục vậy? Bà đem bà tưới chết mẹ nó cái cây. Trời ơi, cây nó chín dữ. Tía ơi, tía ra cứu mạng. Gì vậy, gì vậy? Ra cái gì nói vậy nè? Hả? Con vợ con nó khôn quá. Chuyện gì? Cái cây tía tính để Tết ra là tía bán tía lấy tiền. Ừ. Nó dứt nước sôi vô rồi. Nước còn nóng nữa hả? Dạ thôi, thôi giờ con có ý kiến gì đi. Thôi cái cây nó chín rồi, giờ mình đem cái gốc cây vô mình lấy mình ăn chấm mắm ăn đi. Rồi trồng cây khác, coi như con có lỗi. Xin lỗi tía, xin lỗi trời mình. Trời đất ơi, mày tưới như vậy rồi nước nó thấm vô cái rễ, rễ nó chín rồi, rồi sao cây nó sống? Thì mình bẻ cái đọt ở trên mình cắm xuống lại lấy cái rễ vô ăn, cắm tiếp nó sống. Trời ơi, mày dày hoài sao khá nổi đi trời. Thì bởi vì nó là vợ thằng đậu mà. Thôi vô đi, vô đi. Ui, sợ luôn. Con cũng nể nó luôn á. Vậy mà cưới gì trời? Tía cưới cho ai? Đúng ra cho không mới lấy. Tưới vậy mà cũng đi tưới nữa, không biết tưới gì hết cũng tưới. Ôi ơi, trời ơi trời, còn cái cây để kiếm tiền Tết à. Tía cũng làm bầm nữa. Thì không. Giờ tía với mình cho em xin lỗi đi. Rồi coi như giờ con chuột lỗi con nấu cơm cho tía với lại chồng ăn nó ngon lắm á. Vậy được rồi tía ơi, nó biết lỗi nó rồi. Thôi ngồi ăn cơm đi. Xin lỗi tía mà. Sao em chưa dọn cơm lên? Đợi em chút, em phải từ từ, em mới tưới cây xong giờ mới dọn ăn được chứ. Trời ơi, giờ chẳng lẽ ăn không khí hả? Thì từ từ đi, tía sao tía nôn quá. Già mà ăn ít ít thôi. Ăn nhiều rồi nó lên máu lên đồ nữa. Ăn rau đi, rau xanh lắm nè. Ủa bữa nay vợ nấu món gì vậy? Trời ơi, em nấu món này ngon lắm á. Món gì, món mình gì? Mình ăn mình không mê thôi á. Món mình đợi gì? Em chút xí đi. Trời ơi, ngon dữ lắm. Giống ăn chay quá vậy nè. Mình khen em câu gì đi. Giỏi quá, bữa nay vợ tôi đó như mặt trời vậy trời. Anh thích ôm cái mặt trời ghê vậy đó. Bộ anh khùng hả? Sao vậy? Anh nghĩ sao anh ôm mặt trời vậy?
mặt trời nó nóng hổi, anh ôm anh biến thành than sao? Đó, nó thông minh rồi đó, nó thông minh, nó bớt giờ đậu rồi đó. Phải vậy đó, phải vậy, mình phải dạy cho nó. Con đãi gia đình một món ăn cá chiên xù. Đâu đâu đâu, nó xẹp lép vậy, nó xẹp còn hơn tôi mà xù đâu xù. Không dám đâu, em đi chợ em hỏi món này món gì, người ta nói em là đây là món cá chiên xù, em chiên lên đó. Tía có thấy xù không tía? Tôi thấy nó bằng chan, thấy xù đâu xù. Ủa cái vải đâu? Thì em cạo sạch sẽ rồi em mới chiên xù. Trời ơi chết cha, tự nhiên sao cạo vải chi vậy? Thì tại vì tía với anh vậy rồi, mỗi lần mà mua cái về muốn chiên là phải cạo vải cho nó sạch sẽ rồi mình mới chiên. Trời ơi, cái đó là tao dạy mấy món bình thường, còn mày làm mấy món đặc biệt như là món cá chiên xù á thì mày phải để dạy chứ. Ủa cá chiên xù là phải để dạy hả? Còn gì đúng nữa? Rồi. Ủa sao nói sao không hiểu gì trơn? Đây mày giải thích, còn giải thích cho nó nghe, giải cho nó hiểu tao đi. Ví dụ bây giờ bà đọc cái đầu bà đi vô, người ta ụp cái đồ lên, người ta xấy, nó có quăng, nó có xù được không? Không. Bây giờ phải có tóc, người ta ụp lên, nó nóng lên, nó mới quéo lại, nó mới xù. Hiểu không? Hiểu rồi. Hiểu không? Giống dạ. Như con chó mày luộc lên mà nó không còn lông là không có chó lông xù, hiểu chưa? Tí giải thích dễ hiểu hơn tôi. Con hiểu rồi. Thôi được rồi. Rồi, rồi con xin lỗi. Câu này nghe quen té. Thì không sai. Quá dẹp ba chuyện này đi. Dạ. Bây giờ vậy nè. Dạ. Cái anh hai bay á ở trên thành phố á, nghe nói là được lên giám đốc rồi. Ủa vậy hả tía? Ừ, mà đi làm tối ngày á, nhà cửa không ai trông coi hết trơn á. Ta tính vậy. Nhớ này vài bữa nữa lên trên nó ở rồi phụ coi làm phụ công việc nhà hay không? Được không mày? Mặt nó vậy phải nó buồn không thằng kia? Hình như là buồn á, mà từ xưa giờ vợ con chưa bao giờ biết buồn đâu. Buồn hả? Chắc nó không thích đi rồi tía ơi. Thì mày đi ở vài bữa mày về gì đâu mà buồn. Không, cái chuyện mà ở hay đi thì con cũng vui hết trơn á. Cái này là con lo cho anh hai của con thôi. Rồi, nó lo cho anh hai. Ừ. Thì con lo cho anh hai không biết lên giám đốc gì rồi khi nào bị đi tù đây. Trời đất ơi. Đó, tại vì nào giờ con thấy ai mà cứ lên giám đốc chút xíu là bị vô tù hết trơn à. Trời, con nhỏ này chắc phải lấy kim chỉ mai miệng nó lại luôn quá. Sao? Khổ ghê, chừng nào mày làm bậy mày đi đó chứ, còn mày làm đàng hoàng sao đi đó được. Thôi đúng mình không? Mình cứ ở nhà đi, khỏi đi tù cho chắc ăn. Không được rồi. Nhưng mà con nói tiếng nghe, nó nói là cũng đúng chứ. Bây giờ là con vợ con nó khôn rồi đó, thấy thấy không? Dạ. Nó biết canh me trước cái đường mà đi mà thế nào thì trong gai là nó không có chơi. Dạ, đúng quá, rồi. Nó canh ba vụ vô tù nó khôn lắm. Ừ. Dạ. Thôi ăn cơm đi. Ok. Dạ. Bây giờ thấy tía thấy không, nó nhớ từng chi tiết một. Dạ. Ủa sao không lấy cơm? Chứ cha. Gì? Nấu thức ăn rồi mà quên nấu cơm. Dạ. Tía, con xin lỗi tía. Nói chung về vấn đề con vợ của con là con bỏ tay. Còn tao cũng xin lỗi mày luôn. Tao bỏ hai chân luôn. Cũng đành chịu thôi. Trời ơi. Chúng ta bẻ gì mà quấy lần sao? Vô đây. Chuyện gì ạ? Dạ, em lướt chân thôi ạ. Cảm ơn chị nha. Đi vô. Cái chân này không đẹp, cái đùi không đẹp, không nhìn có bàn chân không mà nhìn cái quá trời luôn. Đâu đâu nhìn đâu, tự nhiên đang tính ôi thấy nó rửa là thấy cái mắt cá là đẹp quá, bị làm nghề câu cá phải coi cái mắt cá nó có tươi hay không thôi. Không có nói nhiều, đi vô. Thôi để đứng đây đi. Một vô không? Hai vô không? Đứng đây được rồi. Ba không vô tôi thắt cổ. Vô làm cái gốm mà. Vô rồi. Thôi vậy. Sao ngày nào cũng đi câu cá hay là câu người? Câu người gì? Vô duyên. Tại vì bây giờ anh là cái nghề câu đêm là cái nghề của anh à. Anh phải đi cắm cần câu mà đó là đâu có biết lỡ nó dính con nào rồi sao. Đúng gì hồi xưa câu đêm mà dính nguyên con cá điêu hường á nè. Bây giờ con cá điêu hường này nó cũng còn ngon còn ngọt quá mà trời ơi, tại sao mà không nhìn mà đi nhìn con cá
nhiều khi là câu cá bự que quá rồi là đâu có cái thú vui gì đâu, phải kiếm con lia thia màu xanh vậy. Nè, tự miệng ông nói nghe, tự miệng ông nói là ông thích ăn cá nhỏ nó không có xương á. Giỡn giỡn. Cá này nó già, nó xương nó dai á. Giỡn thôi mà. Làm gì? Nói thiệt. Ba năm nữa thôi con nhóc đi ngang, trời ơi tướng tá mặt mũi đi trang anh được chết. Trời ơi tưởng cái gì, với cái tính của em khỏi cần ba năm nó đi ngang, em chỉ cần một ngày thôi em nghe thôi chứ đừng có nói gì, em thấy anh đủ xé banh xác anh như một con khô hóm rồi. Giờ em hỏi anh à, vậy còn yêu em không? Còn. Nhìn thẳng mắt trả lời. Trả lời vậy được rồi không? Mặt này không thành đối. Thành ý rồi đó. Đủ thành ý chưa? Đủ hả? Nói nha. Nói đi. Anh Dân không đổi thay. Anh Dân yêu cũ như chàng, yêu em như ngày xưa. Yêu làm. Thiệt nha. Thầy chứ. Dối bà lắm à. Ừ, nghe láo à. Anh. Ừ. Anh. Ừ. Em muốn yêu anh dài dài lâu. Anh. Em muốn yêu anh đậm dài sâu. Đi câu nha. Câu đem cá. Bắt tù em nha. Chứ đừng có đem quá nóc cứng là con cá rô tôm tất là không có thuộc câu quá ngon. Anh vợ tôi không về trời. Cậu yêu em là em đang câu đó. Anh hiểu luôn. Đầu kia ta đang câu. Anh hiểu luôn. Đi đi à. Cảm ơn nha. Anh buông lời câu câu hoài mà câu ở đâu nè. Hay là ham thả dây thăm dò ao nào nóng sâu. Nóng sâu cần câu anh làm dâu. Đêm nay mù sương em nào thâu. Muối do về kiều cá chưa mềm mồi. Anh ngồi câu nó mới lâu nè. Anh câu mồi chi ao nào mà câu được nhiêu vậy? Ai biết? Ao trong bèo tre hay là ao ngoài rong rêu? Rong rêu làm cho ao nhiều ca, nên anh ngồi câu luôn được kha. Có đêm rô tre cắn câu không cần ao nhờ rong rêu. Anh buông lưỡi câu không ngại công, cho em niềm vui ra chờ đông. Bù đêm chờ mong phòng không em một bóng đó. Anh buông lưỡi câu ngon thật ngon, cho em bờ môi thêm màu son. Nỗi khó nhiều hơn bù đêm mỏi mòn. Anh buông lưỡi câu coi chừng cần câu nó gãi đôi đó. Nói thì ghê. Câu thì câu xin đừng là câu nhầm cái lâu thôi nha. Yên tâm đi mình ơi em đừng nhắc, siêng năng nghề câu luôn cầm chắc. Nhớ danh ngôn xưa có câu tay làm cho hàm nhai thôi nè bà xã. Ngoài sông hay cái lâu. Hay thả dây thầm dò ao nào nóng sâu hả? Này bà, nóng sâu cần câu anh làm dâu. Đêm nay mù sương em nào thâu. Mũi dò về kèo cá chưa mè mồi. Anh ngồi câu nó mới lâu nè. Anh xạo. Anh câu mồi chi ao nào mà câu được bao nhiêu? Trời. Ao trong bèo tre hay là ao ở ngoài rong rêu hả? Rong rêu làm cho ao nhiều ca, nên anh nghề câu luôn được kha. Có đêm rô kê cắn câu không cần ao nhờ rong rêu đó. Anh buông lưỡi câu không ngại công, cho em niềm vui ra chờ đông. Tiếc bù đêm chờ mong
phòng không một bóng. Anh buông lưỡi câu ngon thật ngon, cho em bờ môi thêm màu son đó. Đôi khó nhiều hơn bù đêm mỏi mòn. Anh buông lưỡi câu coi chừng cái cần câu nó gãy đôi. Dễ gì gãy. Câu thì câu xin đừng câu nhầm cái lâu thôi đó. Yên tâm mình ơi em đừng nhắc, siêng năng nghề câu anh cầm chắc. Nhớ danh ngôn xưa có câu tay làm cho hàm nhai thôi. Thiệt hả? Ừ. Yên tâm mình ơi em đừng nhắc, siêng năng nghề câu anh cầm chắc. Nhớ danh ngôn xưa có câu tay làm thì cho hàm nó nhai thôi. Em tin rồi. Phải vậy. Yên tâm mình ơi em đừng nhắc, siêng năng nghề câu anh cầm chắc. Nhớ danh ngôn xưa có câu tay làm cho hàm nhai thôi. À, ba đi theo con nè, ba đi hỏi cưới cho con. Tao mệt mày quá đâu nghe mày. Tao mệt mày dữ lắm à. Ba đi theo con đi. Ba đi đi, hỏi cưới cho con mà ba cứ rề rề hoài à. Hỏi cưới bộ hết ngày hả? Đưa cái bộ đồ gì hấu rinh nè. Thì ba thông cảm đi nè, bộ đồ này là bộ đồ của ông nội, để lâu quá thấy nó hơi hôi nên hấp thuốc tẩy mùi nó kỳ kỳ một chút thôi. Mùi vậy rồi vô ngồi nói chuyện với xui da rồi người ta chịu sao nổi. Ba thương con. Vì con giống mẹ hả? À, thì mẹ cũng thương con. Vì con giống ba thì cả nhà ta cùng thương yêu nhau đi. Xa là nhớ cho nên đi về. Mày biết cái áo mục mà mày còn xé vậy con? Xé vậy rồi tao vô tao ngồi tao nói chuyện xui da tao nói với ai hả? Tao nói làm sao? Chắc không sao. Không đâu, dẹp đâu, đi về. Mới rách có một chút xíu à ba. Chút xíu con cũng đi về. Ba đi với con. Đi về ba. Tao nói mày đi ba, về. Ba đi ba, về. Chắc tao phan mày chết rồi. Mày coi đây đây. Trên chút xíu dưới chút xíu thì mày coi được không? Mai mà nó đứt tới đây, nó đứt cho nó đứt tới đây thì sao? Con lỡ tay con. Đi ba, về. Ba. Không có ba con gì hết. Vậy rồi sao vô ngầu xuôi? Con nghĩ là bề ngoài nó quan trọng dưới là bên trong. Với lại cái này là tại ba chứ ai. Tại tao sao tại tao? Tại ba là con kêu ba đi buổi sáng đi. Ba nói buổi sáng ba kẹt đi coi cúp châu Mỹ, Nam Mỹ gì đó. Sao con kêu ba đi buổi trưa? Buổi trưa mấy đứa thanh niên trong phường nó đá. Sao con kêu ba đi buổi chiều? Buổi chiều mấy đứa thiếu nhi nó đá. Thì bây giờ còn có buổi tối thôi à. Mày biết tao ghiền bóng đá mà bữa tối. Nhưng mà bữa nay tao bút lộn lịch. Bây giờ tao lấy đụng lịch tao đâu có biết. À thì ra là nãy giờ sáng giờ ba lề mề là tại vì ba không muốn đi. Tại tối nay ba coi trận chung kết Chelsea với lại Manchester đúng không? Đúng rồi. Ba bắt mày đổi ngày khác đi. Hỏi vợ ngày nào hỏi không được. Chung kết năm có ngày chứ mấy. Bây giờ vậy nè, con giải quyết cho ba luôn. Ba bắt bao nhiêu tiền? Cây nhà lá vườn mà. Nhiêu? Năm ngón tay hả? Thì cùng mà bắt năm ngón tay vậy. Quýnh bài với cá năm ngón tay. Còn cái này tao cá có năm chai thôi. Trời ơi, cá 5 triệu mà kêu cây nhà lá vườn. Thôi bây giờ coi như là tối nay là như ba thắng rồi đó. Ê mày có tivi hả? Tivi gì? Có tivi về tỷ số không? Cho ba đi, cho ba đi. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Vậy hả? Con có hết. Vậy là được rồi. Tối nay Chelsea thắng. Bà nấu cha mày, tao bắt MU mày kêu Chelsea thắng. Không, MU thắng, MU thắng. Chắc không? Chắc MU thắng không? Ba đi ba lo hỏi cưới con. Rồi đi ra lấy đồ đi. Ờ, hễ MU thắng là cỡ nào tao cũng chơi hết. Alo, thêm 5 chai nữa. Không cần biết. Thêm 5 chai nữa. Trước sau là 10 chai nghe chưa? Rồi có luôn nha. Có luôn à. Có. Có gì ba? Có quà rồi hả? Có luôn. Có luôn. Bây giờ còn có trái cây ngoài nữa. Ba ra phụ con. Đi. Có luôn rồi. Hay quá. Ông Tư. Ông Tư hai. Trời đất ơi, cái gì đó mà hôm nay là ngày đàn trai, tao qua coi mắt mà hả, cái nhà này trống trơ trống trước à. Nhìn qua nhìn lại có mình, y như con khỉ già vậy. Ông Sa. Sa, ra nói biểu rồi nè. Dạ. Con gái con nước đi từ tốn chứ. Đi cái gì mà trái ra mà. Dạ.
chừng nào đàn ca mới tới con? Dạ con gọi điện cho ảnh rồi, ảnh nói là đang trên đường qua. Trời ơi, 10 phút nữa là tới giờ lành rồi nha con. Dạ, dạ. 10 phút nữa mà sao giờ này chưa tới hả? À, ủa mà ba phút. Đâu gì 10 phút, 15 phút rồi chưa thấy ai hết trơn rồi, gì 10 phút ở đâu hả? Bật cái mịch. Âm thanh đây ở màn hình đâu? Con không biết nữa. Ông Tư nè. Ông đâu hả? Hả? Ông làm cái gì ông chui xuống đây vậy? Thì muốn thấy hình thì tao bộ dễ hả bà? Muốn thấy hình tôi phải khó ở trong chết. Bây giờ sao? Hả? Ôi trời đất ơi, bà làm gì á? Đẹp không? Ăn bận gì kì con quý trời. Đẹp. Đẹp đâu? Đẹp không? À, quên mặt gì chưa? Rồi nè. Xong rồi hả? Rồi. Vẽ gì mà mặt như mèo vậy? Trời ơi, mặt nhạt nè, coi không được gì hết trơn trời à. Vậy nó mới xứng với ông. Vậy hả? Không, 10 phút nữa là tới giờ lành rồi. Trời ơi, cái gì đâu mà bằng ngán gì kỳ cục. Cái thằng cha này qua coi mắt không có tinh thần thể thao vậy trơn. Ngày hôm nay mà coi mắt cái gì cũng biết. Dạ, dạ không phải đâu. À, ảnh đang đứng trước cửa, để con ra con coi thử. Ra con, con. Dạ. Trời ơi, tướng gái mình chạy đẹp quá bà ơi. Nó giống nhỏ tôi. Này mà đá tiền dễ cánh là ngon á. Tướng chạy đẹp vô. Không, thì tôi hỏi coi làm gì nãy giờ đứng trốn tôi dưới này vậy? Thì chui vô đây coi cái chân bàn nó có chắc không. Ý trời ơi, bà bận đầu kỳ vậy. Đâu, ê, đưa nó dài tôi coi coi. Dơ cái chân lên đưa dài coi coi. Gì? Trời đất mẹ ơi, mang cái dài gì mà có một cây đinh sao mà đá? Trời ơi, mang dài nhiều đinh tao mới đá được, mà mang dài có một cái đinh sao mà đá? Ông mệt, đinh móc vậy đây. Rồi giờ sao? Rồi đợi. Rồi đợi hả? Ờ, tôi chung vô đây tôi đợi. Trời ơi, anh nói làm gì? Dạ. Tới chưa con? Dạ thưa ba má. Chắc tới rồi. Ảnh tới chưa? Sao? Sao? Đến rồi. Ôi trời trời. 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 Sao? Mày làm cái gì vậy hả? Tôi không bấm hả? Rồi xong rồi. Không có bấm mà nó cũng đánh tôi nè. Mà cho nó có thẻ đỏ cho tôi. Không cần cho thẻ đỏ. Chứ nó đâu rồi? Ôm tủ nằm trống luôn rồi. Tủ quần áo nằm luôn. Ừ. Ai là sợ đây. Con tôi thiệt luôn không? Ừ. Dạ sao? Giờ ngồi đợi đi. À, thôi thì chung vô tôi đợi. Chung cái gì? Ngồi ở đây đợi cho tôi. Không cho tôi chung vô bàn á. Tôi chung vô bàn ngồi đợi vui hơn. Mệt ông quá. Ngồi đây. Dạ. Ngồi đây dạ. Cho tôi đi. Dạ dạ thưa hai hai bác con mới tới. Con. Dạ dạ con có chút quà. Ơi. Trái cây. Dạ gửi. Sao con? Ba con tới chưa? Dạ ba con đi theo con nãy giờ. Ba. Dắt ba con vô. Kính thưa quý vị khán giả, hiện đang tới hai đội Manchester United và Chelsea diễn ra được hơn 20 phút đồng hồ. Khi chúng ta đã biết thì chiến thắng của đội này vẫn là quan trọng với đội bóng Chelsea Manchester United. Chúng ta hãy chờ xem giữa Chelsea Manchester United ai sẽ thua được trong buổi nãy năm nay. Chúng ta hãy cùng nhau chờ xem số cuối của lần trước rồi với hơn một điều gì sẽ xảy ra nhé thưa các bạn. Dạ ba con. Ba. Sao ba con ăn mặc gì kỳ cục vậy? tại hồi nãy đi ngoài đường xe xúc dây sên nên bị dướng vô cái quần rồi ba con rách miếng quần xong ba con cung xuống ba con sửa xong rách luôn cái áo. Không có gì đâu, để con kêu ba con. Ba ơi hả? Ba hả? Cái gì? Tới nhà đàn gái rồi hả? Tới nhà đàn gái rồi là sao? Tới nhà đàn gái rồi. Ủa tao đâu có biết đâu mày la dữ vậy? Ủa vô giải thích với người ta sao? Mày cứ nói là tao đeo đồ máy trợ thính. Nhưng mà ba đeo nhưng mà ba thương con nha. Ba thương biết gì con giống mẹ. Dạ ba vô chào hỏi người ta một tiếng đi. Dạ. Bây giờ vậy nè ba vô ba nói một tiếng thôi mà người ta chịu cưới á là con cho ba về coi đá banh liền. Nhanh nha. Dạ. Tao đi coi đá banh. Nói một tiếng thôi. Dạ. Rồi. Dạ. Phải không? Nói nghe nè. Cho cưới không? Cho cưới không? Cưới. Cưới nha. Dạ cưới. Cưới nha. Dạ cưới. Đi về. Chịu rồi. Chịu cưới rồi. Bác ơi, cái gì vậy? Ba con đi ngoài đường thôi, không có gì. Lãng tay gì? Dạ con hơi mướt này để tôi hỏi coi. Làm gì anh? Hả? Anh vô nhà tôi. Gỡ cái này ra. Ông vô nhà tôi á, ông đợi hỏi cưới con gái tôi. Tôi chưa kịp trả lời ông đòi đi về làm sao? Chồng của em còn chưa gặp mặt nữa mà. Bây giờ đòi đi về làm sao? Đi về được, đi về luôn nha. Đừng có dắt cái mặt qua đây nữa nghe chưa? Cảm ơn đã đuổi. Về đi. Về đi, đuổi các qua hỏi. Ta nói vậy thôi chứ chưa đuổi mấy đâu. Nhớ nghe mày. Dạ. Một lần nữa không nghe. Ông. Hả? Hôm nay cha con đứng làm sao á? Hôm nay cha con đứng sao vậy? Ông sao ạ? Tôi sao vậy ta? Tôi nói gì mà ông nói lại y chang vậy? Sao nay tôi kỳ vậy? Ai nói gì tôi cũng nói lại y chang vậy? Mệt ông quá. Tôi mệt quá. Chị Xui. Ngày hôm nay tôi qua đây á, tôi nói thiệt với chị, xin lỗi chị. Tính tôi rất là rốt rẽn. Dạ. Hả?
qua là hễ mỗi lần là tôi qua đây á, tôi muốn gặp chị á là để tôi hỏi cưới. À, dạ. Nói chung á là tôi trong lòng tôi á thôi cái gì vậy? Cái gì vậy? Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Không. Oh yeah. Không, không rồi. Cái gì? Bình tĩnh đi. Làm gì? Tôi không thấy tôi cười á. Lo cái gì? Ông xui thấy bà luôn rồi. Trời nó đẹp quá bà ơi. Ông làm gì nè? Trời đất ơi ông. Ông làm gì tự nhiên anh xui té mà không đúng cười hả? Ôi xui té à? Xin lỗi, xin lỗi. Xui mới té xui. Xin lỗi ai xui té đẹp quá. Trời ơi. Lát xui có chiếu chậm lại không cho tôi coi lại. Dạ, té đẹp quá. Dạ. Ông xuống lại giùm tôi đi. Ủa sao? Không có nói tiếng nào nữa nghe chưa? Không nói ha. Dạ thưa chị xui. Trước là tôi qua đây hỏi thăm anh chị. Dạ. Sau nữa đó là tôi muốn gặp anh chị. Dạ. Để tôi hỏi về cháu Phan Đức Sa. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh có nào? Ban đội Sa nào? Con tôi là Nguyễn Thị Sa mà. Sa nào? Không có Ban đội Sa là vô rồi. Nhưng mà bây giờ phải có Nguyễn Thị Sa mới có đám cưới. Ý là tôi nói cháu Nguyễn Thị Sa. Dạ. Nói chung là ngày hôm nay tôi dẫn con của tôi qua đây. Dạ. Để gặp con Sa ha. Dạ, dạ, con Sa con chị. Dạ thôi thôi anh cho tôi nói một lời. Dạ. Trước sau gì á hai bên gia đình mình cũng là thông gia. Dạ. Thôi mình cứ nói chuyện thẳng thắn thoải mái với nhau, không có gì mà phải căng thẳng. Dạ. Tôi nói vậy đúng không ông? Đúng rồi, trước sau gì cũng thông gia, cứ việc nói thoải mái đi một không. Dạ. Rồi đã quá. Nói chung là ngày hôm nay tôi đưa thằng con trai tôi qua đây. Dạ. Để gặp con Sa nhà chị. Xuất. Chạy ba con đi ngoài đường rồi xong ba con vui là vậy. Ba con vui. Dạ, vui. Nói chung là rất là vui. Dạ. Sao ba? Vui rồi. Sao ba? Một điều là một điều. Giờ lo cho con. Một điều hay quá. Mất má nữa. Ê. Cái gì anh chửi má tôi anh? Trời ơi ông. Hả? Ủa tôi chửi anh rồi nè. Tôi mới nghe đập bàn chửi má nó đó. Dạ anh. Xin lỗi anh, tôi kêu vợ tôi. Tôi nói má nó ơi. Dạ, xin lỗi anh tôi. Má nó ơi, qua đây tao nói nghe. Tôi kêu rồi. Bữa nay làm gì vậy? Hả? Kêu mấy anh cha này qua chi vậy? Hả? Ta đang dẫn một không rồi tự nhiên dắt xui xẻo qua đây chi vậy? Thì đổi một điều mà thấy không? Tự nhiên tao nói cái chữ xui nó xui lắm mà. Cái gì vậy hôm nay? Hôm nay mà xui xẻo cái gì không biết nữa, không biết. Hôm nay người ta qua coi mắt con gái mình mong nói cái gì vậy? Bữa nay coi mắt hả? Ừ. Cái thằng này khùng quá. Thôi, nói nhanh đi, Bây giờ gì nè? Bà rót nước mời nó uống mẹ nó được. Khoan, chưa đâu. Tôi muốn qua đây á, trước là tôi thăm anh chị. Dạ. Sau là tôi muốn uống miếng nước. Dạ. Rót nước luôn mời uống mẹ đủ. Dạ. Mời anh xin lỗi. Rồi đi bà. Sa. Một điều ra rót nước nè con. Dạ. Dạ anh chờ con chút xíu ra. Trời ơi. Gì vậy? Đồng có uống gì? Sao vậy? Dạ. Mày cưới vợ hay mày cưới con khùng vậy? Mày nói con gái tụi khùng nè. Trai của ông Cận Thị không thấy đường thì có. Con nói con té vô tủ quần áo không á. Trời ơi con gái con nước. Tao nói rồi đi đứng như cẩn thận. Tao rút nước con. Dạ. Làm coi cho được nha. Anh đích hả? Con mày cưới con này về nó cắn mày chạy nọc đó nha. Mày thấy dễ thương mà. Trời ơi. Cái đẹp mà không có duyên hả mày? Mày mệt quá. Dạ không bà con. Đợi nó ra rót nước, để tôi rót nước tôi mời anh sướng hơn nha. Dạ dạ hơi em bác. Bà ráng đi. Ở giờ đang mời nước coi. Tao đang nghe, tao đang đó. Dạ. Vô. Áo. Làm gì vậy? Tức quá bạn gì mà giết gì? Thôi quá. Chị cái gì vô mặt tôi hết rồi. Xin lỗi anh. Qua đang ông nha. Thôi bỏ qua đi. Chuyện lỡ tay không ai muốn. Sao ạ? Tôi nói cho anh chị nghe. Trước á là tôi qua hỏi thăm anh chị. Dạ. Sau nữa đó là tôi xin cho hai đứa nó. Yeah. Cái gì vậy
con hả? Ba con vui là hay ve nên nói chuyện với bác hai bác vui nên ve vậy thôi chứ nhiều quên bắn ba bác ơi không biết bác có ngừng lại coi ba ba ơi cái gì vợ mới tướng nó thấy ghét không thấy ghét lắm phải không rít mày cho tao mượn cái đứt coi chi vậy bác bảo ra gì ủa con ăn mình với ba hả bà nói gì 21 mà bên kia căng kìa chứ mình bà thứ gì bà nói gì 21 mà bên kia căng được à hiểu rồi hiểu gì bà bình thường sushi ba đây nè tao biết cái thằng này là ai rồi coi tôi qua chào hỏi nè chào hỏi thể thao đàng hoàng bình tĩnh bình tĩnh sôi biết rồi ha mu phải không mu là tôi đó sushi không sushi xanh lè á vợ mẫn áo đổ quét thấy ghét rồi mười á nghe mười nha mười triệu mười cái vui thân tình với nhau sư gia bất tình thân ánh rồi mu bớt nổ nha mới ghét nửa cái nha cỡ đó là ăn được rồi vậy là giờ hai người bên thân tình á vui hai ông không nói cái gì sư ơi bữa nay nói thì anh chị xui tôi vui quá để độ lên con đáng lý ra ngày hôm nay tôi tới đây là dạ. Để trước là tôi thắp nhang cho bàn thờ ông bà dạ. Nhưng bây giờ tôi không thấy cái bàn thờ thôi thì mượn hai cô hồn sống này để tôi nói chuyện cũng được mượn hai anh chị để tôi có đôi lời với ông bà tổ tiên dạ. Kính thưa ngài Alex Wilson nghe cái gì? Hả? Tôi không làm với cái thằng cha Alex Ferguson á là ông cứu đội của ông à? À không phải lộn. À, kính thưa tổ tiên. Dạ. Dạ nhờ sự chỉ bảo rất tận tình của tổ tiên mà thằng Đô con tôi nó trở thành quả bóng vàng. Đô nào? Đô anh Đô anh mày đó. Tao nhận nó là con rồi. Trong cái gia phả tao ghi tên nó rồi. Nhưng mà Đô đâu biết ba đâu. Đâu có cần biết, nhận con tinh thần thôi. Nhưng mà sau này đó tao ghi di chúc là từ đường hương quả là chia cho nó một nửa. Trời ơi khổ quá, ba lo cho thằng Rít đi. Ba lo cho thằng Rít cho con. Thằng Rít không đáng lo, con là Rít dạ. Con có nhiều chân, thằng Đô anh con nó có hai chân thôi. Trời ơi, lo cho nó nhiều hơn. Hôm nay cha con sao vậy ông? Em biết, kể cha nó dạ thưa anh chị ngài ở đây cái gì ăn mừng dạ? ăn mừng hả dạ? Hai cây kéo hả hai đều rồi bổ kim phù hộ cái gì cái thằng bóng vàng mà nó mới vừa nói á dẫn bên xuống khung thành cái dùng kỹ thuật cá nhân mày đặt đá vô lái cái bụp vô gôn nhà mô 22 hai điều là con gì tao nói gì á ba ráng đi tôi nói sao miệng mày, cha hiểu được rồi mày gạch tên thằng Đô trong cái từ sổ gia phả cho tao từ nay trở đi tao từ nó không nhận nó làm con nữa mà anh biết không không cần biết tự mình làm đi tự mình làm luôn buồn quá hai điều không nhắc tới ông bà tổ tiên tự nhiên tôi nhớ ông cụ thân sinh của tôi hai điều rồi chị xuất hả không 22 năm rồi nên tôi buồn lắm 10 triệu trên à. 10 triệu gì không 10 triệu năm sau tôi cũng không bao giờ quên cái ngày ấy trời đất ơi thật sự là tôi buồn lắm chị Xuôi tôi buồn mà tôi không thể xuất vô dạ cái gì vậy con ba con buồn vui lẫn lộn con go ale go ale ngoài kia nắng vàng tung tăng ngày mưa và ở trong này ông xuôi điên rồi ta 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 ta
là trời mưa lâm râm cây chăm có trái rồi đó. Trời mưa lâm râm cây chăm có trái, con gái có chồng, con gái có duyên đồng tiền có lỗ. Dạ, à, chị có mấy lỗ? À, gái có chồng là không có vợ đó hả? Dạ. Đây là chồng chị hả? Dạ, dạ, chồng tôi. Hai đứa lấy nhau lâu chưa? Có hôn thú gì không hay là sống thử? Nhìn anh gì rồi nha. Nhìn anh gì rồi nha. Quê anh nói cái gì đó không à? Dạ ba con vui. Ông, ông ngồi ông nghe gì mà ông nhìn được hả? Chết mày rồi. Chết mày rồi. Chết. Sao ơi đẹp quá ông trời ơi, ba đẹp điều. Quá ba điều, ba điều tao nói là đứng gần con mẹ nó là xui lắm mà. Mày đừng có nở nha con, mày đừng có nở. Việc gì rồi? Cái gì việc gì? Trong này nó nói việc gì nè. Việc gì đâu mà việc gì? Trong này nó nói việc gì? Rõ ràng tao thấy không có việc gì mà. Ông làm sao thấy được? Trong này nó nói tôi nghe. Mày không tin phải không? Cho mày coi việc luôn gì này. Trời ơi tức cái thằng xui này quá. Đi nè. Trời ơi, trời ơi. Con này đi ra chỗ khác coi. Coi đi nó. Việc gì mà trời ơi nó dắt banh xuống à, đưa cho banh ngon lành rồi đổi đầu vô gì mà là việc gì à? Việc gì? Việc gì cái móc xì trong này nó nói việc gì à? Mày có dòm thấy cái chữ số ba số ba cái gì vậy? Hai ông vừa phải thôi nha, chuyện con cái không lo tối ngày né banh với né bóng. Dẹp hai ông bao bên đi rít. Dạ vô đây nói biểu. Vô đi hết đi. Bực việc gì à? Giờ sao tưởng mày có quyền hả? Việc gì? Việc gì hồi nào đi nè. Việc gì mà trời ơi ba ba rõ ràng mà việc gì? Thôi mở coi chứ. Tắt đi vô duyên mà mở không coi nữa. Để tao mở ăn da. Mở à? Tắt. Ê tao quạo lắm rồi tắc nha. Tắt à? Tao dùng cái tivi bây giờ. Dùng đi. Thử. Tao gỡ được mấy triệu. Tao mà rút đâu có trôi. Tivi của mày đâu phải của tao. Trời ơi cái tivi. Trời trời mày đập luôn đi. Cái thằng này mày ác lắm nghe, cái thằng quỷ. Ý có hình có hình. Có hình lại vậy. Ê chết cha mày rồi phạt đền. Tắt thằng. Coi nữa. Làm coi. Tắt không thể coi nữa. Bây giờ tao không coi trái mặt đền này không? Trái phạt đền này đá không vô tao cũng thắng mày. Chấp tao nửa trái mà. Mày đừng có gáy. 10 triệu tao coi cái đó coi như tao thí cô hồn. 10 triệu thí cô hồn à. Ê già cả lớn tuổi rồi nghe, chơi cờ bạc không có chơi thí cô hồn nha mày. Ê mày nói chuyện mà không có chỉ nha mày. Ê tao chỉ mày cho tao vỗ mày luôn. Ê tao vỗ mày 2 cái nè. Tao vỗ mày 3 cái luôn nè. Tao vỗ mày 4 cái nè. Tao chọt vô con mắt mày luôn nè. Ê mày ngon mày chơi tao không? Công phu nè mày. Trời ba ơi. Sợ quá mày công phu hả? Ê biết này gì không mày? Mày đang hút thuốc chứ mày làm gì? Con bảy nó mày. Con bảy con khỉ con bảy tao sợ mày hắn là ngon mày chơi không? Ôi mày không sợ không con bảy phải không? Không đó mày. Con. Dạ. Vô nhà lấy dao phay tao chém chết mẹ này coi. Mày đi lấy cho tao cái mền coi. Lấy cái mền chi ba? Tao nghe ông chém tao lạnh người quá. Ôi, trời ơi. Ừ mày không sợ tao hả? Nhưng mà tao thiết con hồn. Mày thiết con hồn cái gì cái thằng quỷ đỏ? Ờ cái đồ quỷ xanh. Ờ cái đồ quỷ đỏ. Ờ tao thiết con hồn đó. Thiết con hồn cái gì? Ờ rồi sao? Ba. Trời ơi vậy nhịn đi ba. Không nhịn. Nhịn cái gì mà nhịn? Trời ơi dạ, không có nhịn gì hết. Nhưng không mà con đừng có làm gì. Ba kiếm thằng khác ba gả. Cái thứ quỷ tao cưới con khác cho mày. Nhưng mà nhịn đi. Cái thứ mà anh gian ra bên nè. Cái gì vậy hả? Tôi cho ông cái thẻ đỏ nè. Ông cái thẻ đỏ nè. Ê tôi làm gì bà cho tôi thẻ đỏ? Cái gì? Tôi làm gì bà cho tôi cái thẻ đỏ? Im im muốn cãi gì chưa? Im gì? Tôi là trọng tài. Trọng tài là cha mẹ. Bà là mẹ thằng kia kìa. Bà ra đi bà làm nhục tôi hả? Ấn Độ gì bà làm gì bà trọng tài hả? Bà như ninja rùa vậy bà biết không? Giống em chưa? Bà đi làm cái gì? Hả? Em bây giờ tôi quyết định nha. Cái đám cưới này vẫn được tiến hành. Nhưng mà không có mặt hai ông. Ủa sao kỳ vậy? Không có mặt hai tôi rồi tôi làm gì? Hả? Tôi sẽ mướn ca sĩ nhạc sôi động về hát cho cái đám cưới đó là rần rần luôn. Sôi động cỡ nào? Sôi động bằng lê vô gô à lê 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 ô. Sôi động sao? Sôi động sao? Giờ ta chẳng còn chi mà thôi. Đời bạc gian lắm phũ phàng. Ê nói không phải khen nha. Cũng đẹp trai mà lấy con vợ bị khùng hả? Nó nhạc sôi động mà nó rên xuống gót mà sôi động. Ý là gì? Vừa thấy tôi đang cá độ và bà mướn nó về nó hát bài này thua xúc quần ăn chi. Mướn về hát cho hai ông sáng con mắt ra. Còn bây giờ đi ra khỏi sân nhường chỗ cho ca sĩ người ta hát. Là sao? Mấy con dạ. Vô phụ dọn giùm bác chuẩn bị đám cưới. Mày nhớ à, đám cưới không có tao à? Mày đừng có giường kéo tao cha mà giữ cho mày. Đi vô.